Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô Kiều Giang anh khóc, sống sao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về Vinh sao xuyến lý chung tình. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là trong ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đã xem nhiều ở trên các cái trang mạng xã hội về cái bài hát của Vũ Lưu rồi, phải không quý vị và các bạn? Thì quý vị và các bạn biết cái chuyện mà nghệ sĩ mà khi mà bước chân lên sân khấu để mà biểu diễn đó, cái chuyện mà quên lời thì cái chuyện đó thì có thể là châm chế được, nhưng mà cái chuyện mà hát sai nhịp rồi chật nhịp rồi này nọ các thứ mà vé thì lại bán là tiền bạc triệu thì chắc có lẽ là không ai chấp nhận được đâu quý vị và các bạn. Và hơn nữa, trong cái buổi biểu diễn đêm hôm qua đó thì khán giả mua vé vào xem thì người ta mua vé vào xem chủ yếu là xem Vũ Lưu ca giọng cổ thôi, trích đoạn cải lương rồi thôi, chứ không phải là mua vé để xem Vũ Lưu ca nhạc đâu quý vị. Bởi vì quý vị và các bạn cũng biết, trong lĩnh vực nghệ thuật đó thì ít có ca sĩ nào ở lĩnh vực là nhạc hoặc là lĩnh vực cải lương mà thành công kể cả hai lĩnh vực lắm quý vị, ít có lắm. Cũng vài người thôi, cũng có, nhưng mà ít lắm, chứ không phải là ai mà ca cải lương được rồi cũng ca nhạc được đâu. Khi mà ca cải lương được thì ca nhạc không có hay, mà khi ca nhạc hay rồi đó thì ca cải lương không có hay, đó là cái điều tất nhiên rồi. Khó ai mà thành công được kể cả hai lĩnh vực lắm. Mà nghệ sĩ Vũ Lưu đó thì được phong tặng là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đó là ở cái lĩnh vực cải lương. Mà hầu như khán giả mua vé vào xem để mà muốn xem là Vũ Lưu hát đó thì người ta muốn xem mà Vũ Lưu ca giọng cổ hoặc là hầu quảng trích đoạn cải lương, chứ không ai mà muốn xem mà Vũ Lưu ca nhạc đâu quý vị. Trong cái bài hát là Từ miền Nam anh ngược ra Bắc hồi đêm hôm qua của Vũ Lưu đó, thì quý vị các bạn thấy ha, anh thì ra tới ngoài Bắc rồi, còn em thì còn ở trong Nam á, nhạc một nơi người một ngã, phải nói là khó chấp nhận được. Bởi vì một nghệ sĩ mà khi bước lên sân khấu đó ca quên lời thì cái đó có thể là chấp nhận được, nhưng mà đó là một cái nghệ sĩ hát mà đi phục vụ rồi này nọ các thứ á, thì người ta chấp nhận được nha. Còn mà anh hát mà doanh thu mà hát bán vé mà phải nói bạc triệu mà nó quên lời là không chấp nhận được, chứ đừng có nói chi mà anh ca không trúng nhịp, đây là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được nha quý vị và các bạn. Vũ Lưu tiếp tục hát là quên lời trật nhịp, cái trình độ năng lực phải nói là đáng báo động quý vị. Và cái câu chuyện mà hát trật nhịp quên lời của Vũ Lưu á thì cũng không còn mấy xa lạ, phải không quý vị? Bởi vì cách đây không lâu đó thì tại cái bàn thờ cúng tổ của một cái đoàn hát lô tô đó, Vũ Lưu đã một lần là phải nói là quên lời trật nhịp ngay trong chính cái trích đoạn mà anh ta đã biểu diễn, phải nói là rất nhiều lần ở trong quá khứ. Lần đó thì phải nói là ai cũng nói rằng là Vũ Lưu đã bị là tổ nghiệp khiển trách, tổ nghiệp đang là phạt anh ta vì những cái động thái là sai quấy ở trong cái thời gian vừa qua. Và thật sự là tổ nghiệp là không còn ủng hộ anh ta nữa quý vị ạ. Những cái gì diễn ra ở trong mini show ngày hôm qua đó thì phải nói đã nói lên tất cả. Công tâm mà nói đó thì cái giọng hát của Vũ Lưu hiện tại đó đã không còn phong độ như là ngày xưa nữa. Tuổi tác là cái điều phải nói là bất kỳ ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng mà thay vì chấp nhận thì Vũ Lưu lại là tìm cái cách để mà chống đối. Quả thật là trong cái live show ngày hôm qua đó, cái giọng hát của Vũ Lưu đó phải nói là yếu rõ. Nhiều đoạn trường độ câu hát là không được đảm bảo. Cái độ to nhỏ thì cũng không thể nào kiểm soát được. Hát live như vậy đó thì sẽ khiến cho người nghe phải nói là giật mình đó quý vị. Đó là còn chưa nói tới cái nhan sắc hiện tại của anh ta nữa. Nhiều lần thì anh ta đăng ảnh lên trên trang cá nhân của mình đó quý vị, khán giả đã vô cùng bất ngờ với cái vẻ đẹp ấy. Bởi vì dù gì cũng đang là một cái gương mặt đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm nào đó, cho nên mà khi mà đăng ảnh đó thì anh ta đã cho ekip của mình phải nói là coi như kêu bằng cà vào mặt thật là láng,
rồi bóp mặt, bóp môi, bóp mũi, bóp miệng, bóp cơ thể là cho nó đẹp một tí. Nhưng mà khi mà xem trực tiếp qua live stream đó, xem người thật ở ngoài đời đó, thì phải nói là thất vọng vô cùng quý vị ạ. Và dạo một vòng quanh ở trên những cái trang mạng xã hội ngày hôm nay đang bàn luận về cái vấn đề này đó, thì có một số khán giả đã nói vui rằng thôi thì Vũ Lưu đó đừng có đi hát live nữa, hãy là tập trung làm các cái MV mà thôi. Bởi vì trên những cái MV đó đó quý vị, chúng ta có thể là sửa chữa rồi chỉnh sửa từ cái giọng hát cho tới hình ảnh. Chứ cái còn mà hát live như vậy đó thì phải nói là lộ ra hết tất cả các cái yếu điểm. Một người nói rồi hai người nói thì có thể là cái tư duy cá nhân của mỗi người. Nhưng mà cả một cái cộng đồng mạng cùng lên tiếng đó thì Vũ Lưu thiết nghĩ hãy là nên xem lại chính bản thân của mình. Hai lần hát quên lời trật nhịp ở trong hai cái mốc thời gian cũng không cách xa nhau lắm quý vị. Chứng tỏ là Vũ Lưu đang có vấn đề về cái tinh thần đó quý vị. Chắc có lẽ là hay cái chuyện là của anh Hề đó khiến cho anh ta hoang mang. Bởi vì hiện tại ai cũng đồn cái việc là anh Hề làm ra trong cái thời gian vừa qua đó, Hề Lễ Tím đó quý vị, là do cái cặp đôi là Le Lu tung tiền ra để mà thuê mướn Lễ Tím. Cũng như là cái chuyện của Hồng Ni cũng vậy. Cái cặp đôi này thì cũng đang bị là tình nghi là có liên quan. Và chúng ta cũng có thể thấy là Lễ Tím hiện tại đó đang phải là đối mặt với Bích Trâm và Linh Tý. Lỡ mà bị kiện một cái đó quý vị là mọi chuyện phải nói là bung bét ra hết. Thì nếu thật sự đó Vũ Lưu và Hậu Le có dính líu tới Lê Tím đó thì chắc chắn là ăn ngủ không yên rồi quý vị. Và tất cả những cái điều vừa rồi đã đúc kết ra một cái kết luận về đạo đức. Mà hiện tại đó thì Vũ Lưu cũng đang được đánh giá là một nghệ sĩ có mặt bằng đạo đức là không mấy cao lắm. Đôi khi là thấp hơn kể cả là mực nước biển nữa, và cũng có thể là bị nhấn chìm mất bất cứ lúc nào không hay. Cái câu chuyện là tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của anh ta thì vẫn còn đó, cái câu chuyện anh ta bị khán giả tẩy chay thì phải nói là quá rõ ràng. Nhắc đến tẩy chay đó thì sẵn đây đó mình cũng có xin nhắc tới cái vụ là vé của cái đêm nhạc tối ngày hôm qua đó quý vị. Cách đây một hai hôm gì đó, trong một cái lần live stream tâm sự đời giữa là Lê Tím và cái anh đờn guitar đó, thì vô tình cái anh đờn guitar đã lộ một cái tin nhắn với cái nội dung theo cái kiểu là Vũ Lưu cho vé phi để bà đi theo xem ca nhạc. Đúng là phải nói là cái tình huống này khiến cho Lưu Le và các cái thuộc hạ không thể nào lường trước được phải không quý vị? Cái tin nhắn đó hiện vẫn là đang được khán giả lan truyền phải nói là khắp các trang mạng xã hội. Và liên hệ tới cái live show tối ngày hôm qua đó thì nhìn sơ sơ ở cái hàng ghế khán giả thì cũng thấy là phải nói là vô cùng thưa thớt quý vị. Cái điều đó lại càng chứng minh thêm cho cái tính xác thực của tin nhắn mà cái anh guitar đã làm lộ ra. Đúng là phải nói là không sợ đối thủ mạnh ha, chỉ sợ là đồng đội toàn là cái gì quý vị ngờ u. Và cũng giống như là tối ngày hôm qua, nếu như mà Hậu Le không live stream đó thì làm sao khán giả và cộng đồng mạng bắt gặp được những cái khoảnh khắc là hát quên lời trật nhịp của Vũ Lưu đâu. Phải nói là quá trời báo rồi phải không quý vị và các bạn, đồng đội của Vũ Lưu báo quá. Ngày xưa đó nhớ là Vũ Lưu nói là cái cô cháu gái như thế nào đó thì bây giờ Vũ Lưu y chang như vậy thôi quý vị. Vũ Lưu nói rằng là ngày xưa là nếu mà cô cháu gái không đối xử tệ với Hồng Loan như vậy, bây giờ là cô cháu gái hát mệt nghỉ. Nhưng mà bây giờ không ngờ chính Vũ Lưu cũng phải là liên tục nghỉ và mệt mỏi vì không có ai mời show đi hát cả. Tệ tới cái mức mà phải nhờ danh tiếng của tai xanh để mà làm show cho mà hát. Và nói đúng hơn là tự bỏ tiền túi ra để mà làm show. Chứ ai mà mời quý vị. Tai xanh thì lo cho cái bản thân của mình còn chưa xong, chứ ở đó mà lo cho người này người kia làm show này show nọ các kiểu. Phía là Vũ Lưu cũng như là cô cháu gái cố gắng làm show như vậy là để là cứu vớt một tí danh dự đang bị chìm ở dưới đáy biển, đúng hay là không? Ráng mà lặn rồi kéo từng cái danh dự lên đi. Và nhớ là phải là chuẩn bị phải nói là thật nhiều bình oxy nè, rồi kéo chưa kịp kéo được cái danh dự của mình lên đó thì chính mình đó cũng là chìm đắm mãi ở dưới đáy xã hội. Thì lúc đó mệt mỏi thiệt sự đó nghe quý vị. Giờ hối hận thì chắc cũng là không có kịp nữa rồi. Lún càng ngày thì càng sâu ở trong cái vũng bùn đạo đức.
Thì nếu mình là không đủ đạo đức nhân phẩm đó, rồi danh dự nữa, thì làm sao mà đủ sức để là bước ra khỏi cái vũng bùn ấy, đúng không quý vị và các bạn? Âu cũng là nghiệp quả báo ứng của là chính mình tạo ra mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn biết mini show của Vũ Lưu vừa được diễn ra đó, thì theo quan điểm của một cái khán giả đã cho rằng tôi đánh giá mini show này là hoàn toàn thất bại và đã có những cái tình huống được cho là thiếu tôn trọng các khán giả đã đến mua vé xem đi mini show này. Làm show mà không có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi cái show này coi như là đã từng được dời lịch diễn là một lần rồi. Vốn là đã có thêm một cái thời gian để chuẩn bị, nhưng mà rồi đó, những cái gì đã diễn ra vào tối ngày hôm qua đó chỉ đang thể hiện cái sự là yếu kém và không hề có một cái sự là chuẩn bị nào tốt nhất để là dành tặng cho khán giả những cái tiết mục hoàn chỉnh nhất. Và với những cái điều này đã chứng minh rằng trình độ và năng lực của là Vũ Lưu đang là một cái điều phải nói là đáng báo động. Trong cái đêm nhạc của chính mình đó, Vũ Lưu đã không giữ được mình khi mà đã một lần nữa là hát trật nhịp, thậm chí là quên lời luôn. Hai cái màn song ca với ca sĩ Hà My và ca sĩ Võ Ngọc Quyền đều là không mang lại cho khán giả những cái tiết mục trọn vẹn. Ở đây đó thì chúng ta không nói đến là ca sĩ Hà My và ca sĩ Ngọc Quyền. Bởi vì hai cái nữ ca sĩ này cũng chỉ là ca sĩ khách mời thôi quý vị. Họ tham gia cái show này chỉ vì tiền mà thôi, cho nên chúng ta không bàn tới. Ở đây đó thì chúng ta nói tới cái nhân vật chính ở trong cái show này thôi, đó là Vũ Lưu. Vũ Lưu đã thiếu cái sự chuẩn bị phải nói là một cách trầm trọng và không thể nào chấp nhận được. Vốn nhận mình là một cái ngôi sao hạng A, Hậu Le cũng đừng từng là hãnh diện nói rằng là Hậu Le rất tự hào là có chồng là nghệ sĩ ưu tú. Rồi bây giờ nhìn cái sự trình diễn ấy đó, tự hào dữ hay là chưa? Có thật sự là ngôi sao hạng A dữ hay là chưa? Có thật sự là nghệ sĩ ưu tú hay là chưa? Cái câu trả lời hẳn quý vị và các bạn cũng đã có rồi phải không quý vị? Đó là hoàn toàn là không xứng đáng. Sẽ có người nói là hát live ở trên sân khấu trật nhịp và quên lời là cái chuyện bình thường. Xin thưa, đây là một cái đêm nhạc có bán vé và giá vé tính bằng tiền triệu. Dù cho cái đêm nhạc ấy đó có ế hay là có chỉ một khán giả đến xem thì cũng phải là trình diễn, phải nói là cho chỉnh chu, cho đàng hoàng. Đã mang danh là nghệ sĩ ưu tú, một ngôi sao hạng A, và còn muốn là thừa hưởng luôn cái vị trí là ông hoàng cải lương hậu quản nữa mà, thì với những cái biểu hiện vừa qua của Vũ Lưu ở trong mini show ấy đó là hoàn toàn là không thể chấp nhận được. Quá non nghề mà chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái sự là thiếu tôn trọng khán giả. Vốn dĩ cái show này đó sẽ được là tổ chức từ cái hồi tháng rồi là quý vị, nhưng mà vì một cái số lý do nào đó, có thể là khi đó là bán chưa được nhiều vé cho nên đã dời lại cái thời gian biểu diễn. Như vậy là có nghĩa là cái bản thân của Vũ Lưu đó và ekip đó đã có thêm cái thời gian để mà chuẩn bị và tập luyện. Nhưng mà có lẽ là một là vì quá tự tin vào cái bản thân của mình, hai là vì vé VIP không ai mua, cho nên đêm hôm qua đó cái sự chỉnh chu trong các tiết mục là hoàn toàn không thể chấp nhận được quý vị ạ. Theo quý vị và các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì quý vị và các bạn hãy để lại phần bình luận ở dưới video này. Và bây giờ xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.